Bán cân bao nhiêu? Đúng quá. Nhá. Ừ, cái túi đặt. Thank you.
Máy đúng không anh? Còn cái thầu bóng khến lông anh. Rồi, đi. Thank you.
Thế làm thế rồi, thế cả mấy lục bì xong là quê anh em về ưa. Làm thế đây, thế này à? Ừ. Ôi thế thôi, chỗ mới, xuống lần được này là một mình làm không kịp à. Không kịp đâu. Thế cả mấy đường. Anh em người đi làm đấy. Thế đây.
làm cái nhà kia thì nước ngũ trôi hết rồi. Nhưng này tôi không biết mà tôi đi cái phụ cái tên đấy đây cái than cái bài cái chú lên cái rút tử cái màu thạch thấy chưa mặt tôi luôn. Cái mà hắn này cái tôi nói rồi. Cái thứ cho cái của hắn một cái thán đó. Cái này bữa lăng bữa ná vậy. Bây giờ cái mùi thán này cái hỉ. Cái mùi hỉ là chứ bài hỉ. Cái hỉ cây thì chứ bài của bài. Cái hủ đó. Ừ. Nhưng mà cái gì là cái con đâu. Thán cái một cái thán của bài con. Cái mùi hỉ cho cái là thán của bài. Ừ. Bài của bài là thán mùi. Ừ. Cái mùi cha chứ. Thank you.
mà đến đem ta đây cái đó cái sổ cái gì đấy cái những cái thước phải nhanh đéo đó cho đời này cái cái gì bao mà đến cái đó luôn nhá. Đây đi. Chết lắm, chết khỏi đi. Ừ, nhắc khỏi không? Vừa đến vừa đấy. Chết cái mà, vừa chết cái mà. Đấy, cái bên lăng. Phải cái bên lăng. Cái bên lăng em xem. Cái đeo đây chứ. Cây, mấy chi cây. Quá có mất thịt. Ờ, đổi. Ui, chết. Chưa đâu. Chị đợi đi. Thôi. Rồi, câu bà lăng. Thiếu cái này ngay tập đây nữa cho nó on đấy. Chưa lên tham nữa. Có cái hầm ông khi nào muốn là cứ có mà nó mà phải phải tôi nói đi coi có phải à có người khi nào mà tốt cái
thích em đây. Để hát phun em đây. Cái này chú là nó thích cái con á. Chăng khổ một cái em ơi. Thôi con này ông mở cái hờ này. Cái con nuôi gì nhiều hả? Hắn mày nó không nuôi gì. Con kia hắn buồn á. Nó có thấy gì vậy? Nó có thấy cái này. Nó bị gì mà thừa tất cả vậy? Thừa ăn loại tính hoa phê. Mời. Không thể mà phải tốt lắm. Là khi tốt vậy lắm. Phè thôi, cái cổ nu vậy thì cho phúc phè đấy. Cái mắt chả vậy nó phải bỏ lắm rồi. Bởi đường. Bởi đường. Rồi, xuống đi. Không ra cái cổ nu. ไปเลยเนาะ ขึ้นบ่ทิพย์เพิ่นโห้ยสิกัดมุ่นปลายเป็นมุ่นเลยก็ขอเลยครับครับ
không à? Bố cứ dậy cái ba hỉ vậy. Mùng trong cái chỗ luôn á trời ơi. Ấy cái này chứ, có phải. Cái phút cái được rồi. Ủa, cũng được rồi, phút tất rồi. Phút tất đi đâu, tự nhiên chân anh. Thank you.
Đi đâu về? Làm chuyện nữa, nói chuyện. Ra ngoài đi, để mình làm được. Ra kia đi. Đi ra kia đi. Nào, mồm hư nhá. Rồi ra đi ra. Quá. Nào tránh ra để mẹ ấy nào. Thank you.
về.
Con gì kêu Push, push.
Con thì bắt sữa, con thì bắt cái trơn thế.
cái gì đấy? Chạch đúng không ạ? Mua chạch nhiều chạch thế này? Nó bắt ở ruộng thế. Cháu có bán không? Có bán, em mua không? Bán cân bao nhiêu? Cân một cân. Ui, cân dưới đặt quá. Bán trông 100 một cân đi. 100 không? Ừ. Được, có bao làm nhà không? Ui, làm nhà thì làm nhiều thế này thì bớt trông một cân, 100 đâu. Ông có muốn 100 đâu mà. À, đây đây. Cho ông 1 cân. Cân 2 ông nhá. Thôi 100 thôi, ông có muốn 100 đâu mà. Đây 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 100 này. Cái túi móc nó khó thế nhỉ. Cho bán cho ông 1 cân. Ông lấy 1 cân nhỉ. Lấy 1 cân thôi. Đấy có đúng 100 này mà. Ông chọn đây. Lấy đi. À, đây. Ôi giời, con nào cũng béo to thế này. Đang mùa vừa mới gặt xong nó béo không? Ui, đúng quá. Ờ, ông chăn trâu mà. Thôi, đủ rồi. Đây đây, tiền này. Đấy, này được rồi. Cảm ơn ông nha.
Thuận được cái này lên thôi. Đâu rồi? Bắn lên à, bắn sạch. Bắn sạch không? Sạch không? Ủa, thế có được nhiều không? Được, một túi một cân. Thế à? Thế các? Thế chú một cân. Nghỉ nhiều đấy nha. Thế nào? Ừ, thế chú lấy một túi nhá. Vâng. Ừ, thế chú trả tiền đấy. 100 chú ạ. Vâng, vâng, thế chú trả tiền cháu nhá. Ừ, chúc cháu may mắn nhá. Vâng. Ôi chú này thích quá. Cảm ơn bác nha. Vâng, chú xin nha. Đâu vậy? 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 Đâ
em nữa. Thank you.